Zaro xin mến chào các bác và video clip lần này em lại tiếp tục để giới thiệu và mời các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng quan sát cái một cái dòng âm ly của hãng Fisher. Model ngày hôm nay mà Hoàng Gia muốn giới thiệu đến các bác đó là âm ly Fisher 395. Con này thì nó với con 450 nó gần như tương tự nhau các bác nhá. Thì về cái nội thất, về cũng như là con này đặc trưng của nó thì nó có một cái lợi thế. Thứ nhất là nhiều anh em quảng cáo ấy là cái nguồn xanh bộ đội này. Đấy, anh em cứ quảng cáo là nguồn xanh bộ đội thì nó thế này thế kia. Đấy, thì hôm nay thì là con này thì là một con thuộc nguồn xanh bộ đội nhá, quân đội gì đấy. Và sò con này là sò chữ 7. Sò chữ 7 nó giống như 800T. Đấy, thì lát nữa em sẽ quay cho các bác chi tiết con sò nhá. Về mặt mũi hình thức ấy, thì đây em quay cho các bác này. Con này thì đẹp luôn các bác nhá. Có cả tem mác còn đầy đủ luôn. Đấy. Rất đẹp luôn nhá. Chữ nghĩa thì nét không có cái nào mờ cả. Đấy. 395 các bác nhá. Fisher 395 con này rất là hiếm. Giá con này thì nó cũng bình dân thôi, nó không quá nhiều tiền. Đấy, cái tem của nó còn nguyên các bác này. Đấy, lát nữa em sẽ quay. Đây, em có tháo cho các bác nhìn này, phần nội thất bên trên nhá. Em đã kiểm tra rồi. Đấy, những con tụ này, con tụ zin nó hết này. Đấy. Tất cả tụ zin này, kích kiếc này, kích là kích Motorola hết nhá. Những cái kích này là rất là quan trọng này các bác này. Đấy, nó như là cái trái tim của con người ạ, rất là quan trọng. Motorola hết này. Đấy. Kích Motorola. Còn cơ bản những cái khối này thì không có cần thì không có gì để hỏng cả. Trên này thì quan trọng một cái, thứ nhất là cái nguồn cái tụ và cái sò thôi, là những cái mà chúng ta quan trọng nhất trong cái con máy Fisher. Đấy. Đây. Đây là phần hông này. Đây, các bác có thể nhìn cái dòng sò trừ 7 chưa ạ? Đây các bác nhìn nhá. 02059-7 này. Đấy. Đây là 01059-7 này. Nó cứ một cặp nọ một cặp kia thôi nhá. Một cặp đầu 02, một cặp ở 01. Đấy, xong lại 01 trở lại 02. Đấy. Máy rất đẹp luôn các bác nhá. Nên sẽ quay cho các bác về cái phần đây, rất là nặng. Vì là em phải một tay cầm điện thoại, một tay thao tác thì nó hơi phức tạp một chút. Đây các bác có thể nhìn đây. Hai cái tụ lọc nguồn này, hai tụ lồng giật khủng nhá. Tất cả tụ này là còn nguyên zin hết nhá các bác nhá. Đấy. Máy rất đẹp luôn. Đấy. Đấy. Nguồn bộ đội, nguồn xanh bộ đội này. Cái này nõm là do bắt ốc thôi nhá. Cái ốc ở cái sàn máy này, ốc sàn máy là khi mình xoáy ấy, thì nó sẽ đâm xuống đây, nó nõm. Đấy. Đa số là con nào cũng bị thế. Con nào cũng bị ở cái việc này, không vấn đề gì các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Con này thì các bác ghép với những cái dòng loa Fisher, loa AR, ví dụ như dòng AR4, AR2, bánh bò, bánh tiêu đều ok cả. Giá con này thì là 17 triệu rưỡi các bác nhá. Đấy. Giá cực kỳ tốt luôn ạ. 17 triệu rưỡi. Con này thì với con 450T của Fisher thì nó gần như là giống nhau luôn. Đấy. Và ăn nhau là cái con sò nữa các bác nhá. Con sò là sò trừ 7. Gần như là con sò này nó là sò của con âm ly 800T rồi. Đấy. Dây. Dây cũng là dây xịn của hãng nhá. Đấy. Có hình cánh con chim này. Đấy, của Fisher đấy. Đấy. Vỏ sắt này, đây là vỏ sắt này. Vỏ sắt của nó các bác nhá. Đây, thông số nó đây. Fisher 395 này, 120V này, 240W này. Đấy. Trở kháng 8 ohm này, New York này. Đó. Đây là phần mặt sàn đáy này, sàn đáy của nó này. Đây là phần vỏ gỗ này. Đấy, vỏ gỗ này các bác nhá. Đấy. Vỏ gỗ này là vỏ gỗ đóng thôi, không phải vỏ gỗ của nó nhé. Vì một số cái dòng Fisher nó không có vỏ gỗ đâu các bạn. Các bác nhé, không phải con nào về nó cũng có vỏ gỗ và không phải model nào cũng có vỏ gỗ đâu nhé. Đấy, tùy từng cái dòng, tùy từng đời, tùy từng model thôi. Có những con không vỏ gỗ, kể cả có những con 500TX vậy không có vỏ gỗ đâu ạ. Thì con này là vỏ gỗ nên cho các bác nhé. Đấy, để đảm bảo cái thẩm mỹ luôn cho các bác. Đấy, 17 triệu 500 cho con Mi Fisher 395 các bác nhé. Đấy, con này thì đánh hai cầu loa luôn ạ. Con này đánh hai cầu loa là cầu main và cầu remote, loud nớt này, volume này, ba năng này, check bass này. Đấy. Chuyển các cầu vào AUX1, AUX2 này. Đấy, và cầu tape này. Tóm lại con này có ba cổng tín hiệu đầu vào và cổng cộng thêm một cổng follow nữa là 4.
nói chung là cũng đủ để chúng ta sử dụng thôi. Cảm ơn nhé. Cảm ơn các bác và em cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo. Giá là 17.500.000, giá không bao ship các bác nhé. Bác nào chuyển khoản hết 100%, em bao ship tận nơi cho các bác. Đấy. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip lần sau của Hoàng Gia Audio. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio số điện thoại như trên tấm biển này. 0975884009, địa chỉ cửa hàng địa cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip lần sau của Hoàng Gia Audio ạ.